Ngày 14 tháng 11 năm 2018, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã cho cụ bà Bùi Thị Phát, 102 tuổi xuất viện sau 11 ngày điều trị, phẫu thuật gãy liên mấu chuyển xương đùi phải. Đây là bệnh nhân lớn tuổi nhất được phẫu thuật thành công tại bệnh viện này. Trước đó, bà Phát nhập viện trong tình trạng háng và đùi phải sưng đau, chân phải mất cơ năng. Người nhà cho biết bà Phát bị té ngã trước đó. Qua hội chẩn, bệnh nhân bị gãy phức tạp liên mấu chuyển xương đùi phải, tăng huyết áp, bệnh tim, thiếu máu cục bộ, kèm tiền sử đã thay chỏm xương đùi trái cách đây 10 năm. Các bác sĩ mổ kết hợp xương đùi phải bằng nẹp. Bệnh nhân tuổi cao kèm nhiều bệnh lý đã gây khó khăn trong việc can thiệp. Sau phẫu thuật, bà Phát đã tỉnh táo, vết mổ khô, giảm đau nhiều, phục hồi nhanh. Cái kiểu mà gãy xương như thế này, kiểu gãy đặc trưng của người lớn tuổi. Thật ra người trẻ thì người ta hiếm khi người ta gãy như thế này. Và cái lý do tại sao người lớn tuổi gãy như thế này là do người ta ngã, mà ngã tư thế ngồi, có nghĩa là cái mông chạm xuống đất. Thì đó là cái tư thế đó là nó gây ra kiểu gãy như thế này. Người ta gọi là gãy liên mấu chuyển hoặc là gãy cổ xương đùi. Những ngày gần đây, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cũng tiếp nhận hai người cao tuổi khác bị gãy liên mấu chuyển xương đùi. Do đó, bệnh viện khuyến cáo các gia đình có người già cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng chống loãng xương, cẩn thận di chuyển và khi bị tai nạn phải đến bệnh viện sớm nhất.